Chào các bạn, trong video lần này chúng ta sẽ tiếp tục với phần ngữ pháp của HK3, đó là phần các loại bổ ngữ. Video này chúng ta sẽ vào phần bổ ngữ khả năng. Bổ ngữ khả năng là gì? Nó là một loại bổ ngữ biểu thị về khả năng, trình độ của hành động. Chúng ta gọi là bổ ngữ khả năng. Và bổ ngữ khả năng chúng ta sẽ có công thức là chủ ngữ cộng với động từ, cộng với tứa và cộng với tính từ. Và ngoài tính từ ra thì nó có thể là bổ ngữ kết quả hoặc là bổ ngữ xu hướng, nằm ở phía sau tứa. Để nói rõ hơn về phần ngữ pháp này, chúng ta sẽ vào phân tích ví dụ. Tha shuo zhong wen shuo de hao. Tha là chủ ngữ, shuo zhong wen là nói tiếng Trung. Tại sao cô lại có hai từ shuo ở đây? Đó là khi mà cụ tân ngữ shuo zhong wen, chúng ta có động từ có mang thêm tân ngữ trung wen. Vì vậy, ở công thức này chúng ta cần lập lại động từ là shuo zhong wen shuo de hảo. Và công thức chính của chúng ta nằm ở đây, đó chính là verb sau đó đến tứa và đến tính từ. Đây là công thức của bổ ngữ khả năng. Chúng ta sẽ dịch câu này là anh ấy nói tiếng Trung rất là tốt. Anh ấy nói tiếng Trung rất tốt. Tha shuo zhong wen shuo de hao. Ở câu nói này chúng ta có một cách nói khác nữa, đó là chúng ta tha zhong wen shuo de hao. Nếu như chúng ta đưa cái tân ngữ này về phía trước thì chúng ta có thể bớt một từ động từ đi, động từ shuo này đi ha. Tôi nhắc lại, tha zhong wen shuo de hao. Ok. Tiếp tục tương tự như vậy, chúng ta sẽ sang ví dụ số 2. Ni zou de tai mang le ya. Ni là chủ ngữ, zou lúc này nó là động từ rồi đến tứa, và đây là phó từ mức độ và tính từ ở đây. Mang là chậm, lúc này là ni zou de tai mang le ya. Bạn đi chậm quá đi, nhấn mạnh về mặt khả năng. Mời bạn của mình đi chậm ha. Ni zou de tai mang le ya.